Đây nha, mới đi mót được cái cây bằng năng này. Gốc này khá đẹp anh em ạ. Cái chặt nóng đũa hết rồi. Giờ chúng tôi xử lý những cái cành này ngắn này anh em ạ. Gốc này cả bệ cả thân đều đẹp. Cắt những cái lũ mục ấy. Bên này nó lại ra được một cái cành rất đẹp. Đồ, mặt này cũng đẹp. Cái cây bằng năng mà lá nó bị sun sun nhỏ nhỏ này là bị phun thuốc cỏ này anh em. Nhưng mà vì về tôi ghép từng vi nên những cái mầm này mình phế này hết cho nó ra cái mầm mới đấy. Để mình ghép lại. Đồ, gốc này đẹp quá. Cái này lọc ra mà trồng sau thành thành hình nó mới đẹp anh em ạ. Ghép xong rồi nhìn nó mới đẹp. Bây giờ tôi cắt lọc cái này anh em xem cho vui nhá.
Tôi cắt xong rồi đây nha. Gốc này nói chung là khá đẹp đây anh em. Giờ nó đang còn dính đất bẩn bẩn đấy. Cái này mà sạch sẽ rất là đẹp lắm. Cái lũa này lũa cứng này, không phải lũa ấy đâu. Lũa này là lũa chơi được. Còn những cái này thì về đục sau. Hai mặt đều đẹp cái này.